Xin chào mọi người ơi, thì ngày hôm nay mình sẽ nấu một cái món rất là đặc biệt cho chay, đó chính là món bún ốc. Không phải có phải bún ốc Hà Nội không, nhưng mà mình sẽ nấu món bún ốc. Và đây là tất cả những cái mà mình đã chuẩn bị rồi suốt từ buổi chiều ngày hôm nay luôn. Đây là cái thịt ốc mà hồi bữa mình mua ở cái shop châu Á mọi người. Bữa là mình mua là nửa ký cái thịt ốc, nó chỉ có cái phần đầu, xong người ta làm rất là sạch rồi luôn, mình chỉ có rửa qua thôi. Xong rồi mình không có biết chắc là chay sẽ ăn đấy, cho nên mình đã để một chút xíu ra giống như thế này thôi, để tí nữa bỏ lên đầu cái tô á. Còn đây là cái món chính là món chả ốc. Thì mình không có giò sống cho nên mình đã mua cái thịt heo xay á, xong rồi mình xay nhỏ ra, rồi mình xay ốc ra, xong mình trộn với ốc rồi ướp gia vị này kia thôi. Mình đã bỏ một ít dầu điều cho nó đẹp mắt á. Đó. Và đây là thành cuối của mình làm một ít cái chả dẹt, với lại là mình làm một ít cái chả tròn. Đó, còn đây thì chỉ là đậu hũ để lát nữa ăn thôi. Đậu hũ ở bên này sau khi mà mình chiên xong á, nhìn nó kiểu nó không có được đẹp hay sao, nó cứ rỗ rỗ ấy. Còn cái này thì lát nữa bỏ vào trong cái nước hầm thôi, mình đã hầm xương rồi, để mình thấy nó rất là giống cái món bún riêu á, nhưng mà nó có thêm cái ốc nữa. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên cái chả này. Bây giờ thì mình sẽ chiên cái cà chua này để bỏ vào cái nước thôi. Để là xong. Ok, bây giờ thì sẽ đổ cái cà chua vào trong cái nồi nước này nữa. Mình đang luộc bún xong rồi mình sẽ đổ cái đậu hũ vô đây nữa. Là xong. Mình đã mới nấu xong rồi mọi người ơi, ở đây là mình đã chuẩn bị hai tô chay của tôi. À, lộn, tô của chay thì nhiều hơn. Bây giờ thì chỉ cần đổ nước vô nữa thôi. Mình nấu không phải là cho hai đứa ăn mà chắc là nấu cho một tuần. Mau chứ. Mình không. Cuối cùng thì bọn mình cũng đã nấu xong cái tô bún ốc rồi. Trời ơi, mình cũng nghĩ là nó sẽ rất là nhanh thôi, nhưng mà mất cả một buổi chiều luôn á. Bây giờ thì bọn mình sẽ ăn thôi. You think? Because this is the first time you eat it, so you have to what you think? Đây là cái dĩa chả ốc vẫn còn dư. Ăn thì sẽ ăn thêm. Trong này thì trong tô này thì bọn mình có một ít ốc nè, chả ốc với lại là đậu hũ thôi. Mình thấy nó khá là giống bún riêu á, nhưng mà hình như là thêm ốc á. Ở bên cạnh nhà mình á có một cái kiểu có một cái nhóm mà giống như là thanh niên á, xong rồi đang tụ tập dựng lều lên, thế là bây giờ lại đang mở nhạc sập sình. I feel exactly like the noodle in Vietnam, you know, where I have like a lot of stuff in the bowl. What I'm thinking about snail and the and the bowl. Ooh. Yeah, it's nice. It's still a bit chewy though. Yeah. Not sure if it got too long. Maybe. Not sure if try this noodle. Bây giờ sẽ thử miếng chả. Để cho đấy. The noodles are nice. I feel like the Tesco noodles are just like so terrible. They're just like really chewy and they cannot cook well. But these ones are just like taste like the proper noodles. Surely. Cái sợi bún này là mọi người là mình mua ở cái shop châu Á luôn á. Nãy giờ mình luộc nhưng mà kiểu nó mình cứ tưởng là nó nhanh á, mà nó luộc rất là lâu luôn á. Nhưng mà thực ra là bọn mình không có cái bún tươi. Xong rồi mình dùng cái sợi mà cho bún bò ấy, bún bò Huế á. Nhưng mà I mình like thấy ăn cũng ngon. these little like really mini Do meatballs. you feel like it have a, like the like snail meat there? Yeah, sometimes. It remind me of, you know, when you go to KFC and then you get popcorn chicken. It's like popcorn pork. What do you think? It's like too scary to eat, or it's just What, the normal? snail? I mean, it's fine, but it's just a bit like chewy. I feel like the only time that I ate snails before, you know, in Vietnam, they cook it in the shell, and maybe they just cook it like really quick, so it's just very fresh.
And that is a lot of the difference now as well. This is just like the black one. Yeah. Nãy có mấy con ốc ở ngoài xong rồi mình xào nó hơi kỹ hay sao á, cho nên là chay kêu mà nó hơi bị dai. Còn chay thích ăn cái ốc mà kiểu như đi ăn ốc ở nhà có nhiều loại á. Them noodles are that good. Hay là mình không có để ốc ra nhiều mà mình làm cái chả ốc á, dễ ăn hơn. I'm just not sure about if you will like the smell, so I think if I blend it in the meat. Yeah, it's nice in the meat. You still get the taste. You like it? Well, the meat, they're like little mini burgers. They're nice. A little bit of spice, but it's not too much. Snail meat with burger. What did you put in to make it spicy? Chili, chili powder. Oh yeah, but it's not like, it's not very spicy, but it's just like a little bit. And you put a little. Ngon lắm mọi người. Ăn con ốc thật là ngon. I'm always a bit scared of tomatoes because they're just really hot. Actually, that noodle is for bún bò Huế. Yeah. I don't know the difference, it's just like a noodle, just different shape. I don't want to say. I mean, the tomato, because you just cook it a little bit instead of leave it in the soup, they're still like quite strong. Chunky. Yeah, they're not just like falling apart. But do I like it or do you like it's like sauce? No, I like these ones. Cái miếng cà chua mình cắt to xong rồi nó không có bị nát á. Chị cứ chị thích ăn. Mình mua nửa ký thịt ốc. Nửa ký thịt heo. Đây chơi thích ăn cay hơn cho nên là mình sẽ lấy cho chơi trái ớt. Why? I just have a noodle like a bit coming out of my mouth. Too long. And then I suck it and then it like come up in my nose. Anh nghĩ là hôm nay là mình đi mua thêm rau muống ở cái shop mà đối diện ở nhà mình á. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay nó không có còn nữa cho nên là bọn mình không có rau gì cả nên là thôi ăn tạm kiểu như không có rau củ mấy á. They still have the Morning Glory, but the shop does not have it, so... Đây mọi người ơi. Cái này là mấy bữa trước mình có nói là có người ta tới người ta đo cái bếp của nhà bọn mình á. Xong rồi tuần trước á là bọn mình có mới đi coi. Nói chung là cũng cách cái chỗ này hơi xa á. Cách bọn mình phải lái xe gần một tiếng vậy. Xong rồi bọn mình tới đó, lúc mà bọn mình tới đó thì người ta kiểu như là người ta làm cái thiết kế 3D á, xong rồi người ta cho mình coi, xong rồi người ta nói chung là thay đổi một chủ yếu bếp ở bên này á, thì người ta sẽ làm hết tất cả từ A tới Z luôn nếu như mà mình muốn làm cùng một chỗ á. Còn nếu không thì mình cũng có thể đặt mấy cái chỗ mà người ta làm tủ, xong rồi mình có thể là mua tủ lạnh hoặc là mấy cái lò nướng hoặc là máy đồ chén riêng á. Nhưng mà lúc mà mình thấy cái chỗ này nó cũng ok cho nên là bọn mình nghĩ là chắc là bọn mình sẽ mua hết tất cả mọi thứ ở đó. Chỉ talk about the kitchen and we do stuff. Đó thì tại vì cái bếp của bọn mình nó cũng khá là nhỏ ấy, thì lúc mà bọn mình tới á, thì chủ yếu mấy cái chính giống như là cái lò nướng với lại là cái tủ lạnh thì nó thay đổi để cho bọn mình thấy là giống như mấy cái đó là mấy cái to ấy, cho nên là nó thay đổi để cho bọn mình coi là cái không gian nó như thế nào á. Đó xong rồi ban đầu ấy thì bọn mình tính là bọn mình sẽ mua một cái tủ lạnh riêng mà cái tủ lạnh kiểu to ấy, nhưng mà cuối cùng thì nó rất là chiếm diện tích, thành ra là cuối cùng bọn mình đã gọi là đồng ý là mua cái tủ lạnh mà kiểu như ở bên này nó làm cái tủ mà nó kiểu như sao nhỉ, nó kiểu như người ta thiết kế nó dính vào cái tủ luôn á. Lúc này tức là nhìn ở bên ngoài á là mình không có biết đấy là cái tủ lạnh mà nhìn nó chỉ giống như là cái tủ mà đựng đồ ở bếp thôi, thì nó đỡ diện tích hơn rất là nhiều nhưng mà nó nhỏ hơn á. Nói chung là sau gần, mình nghĩ là bọn mình đi khoảng gần 2-3 tiếng, 3-4 tiếng gì ngồi ở đó luôn á, thì cuối cùng thì bọn mình cũng gọi là sao nhỉ, có một cái quotation là một cái báo giá ấy. Giống như là bọn mình sẽ đồng ý với những cái vị trí mà bọn mình muốn để đồ, xong rồi đó, xong rồi bọn người ta sẽ, với lại là có một vài, bọn mình mua thêm máy đồ chém nè, rồi phải mua thêm tủ lạnh, tại vì cái tủ lạnh nó đi kèm với lại là cái tủ luôn á. Rồi bọn mình mua thêm cái lò nướng nữa. Xong rồi mua lò nướng thì mua thêm cái một cái lò nướng, xong rồi mua thêm giống như là cái microwave
là cái gọi là cái máy hâm hâm đồ hay sao nhỉ, đó thì là mua kèm liền luôn để cho nó đỡ tốn diện tích đó. Thành ra là bọn mình mua hết tất cả mấy những cái đó luôn, xong rồi sau khi mà bọn mình có một cái quotation như vậy á thì chỉ chọn những giống như là mình chọn đồ rất là nhanh thôi, ở trên website của nó thì mình vẫn có thể chọn lại nữa, thì mình có thể coi được là cái tổng giá trị nếu mà mình muốn mà lắp hết một cái bếp ấy là bao nhiêu, tại vì người ta sẽ làm hết tất cả cho mình luôn đó. Thì sau khi mà coi xong ấy thì bọn mình, nếu mà bọn mình, tại vì lúc mà bọn mình thấy cái chỗ đấy cũng được á thì bọn mình chưa có quyết định cuối cùng là bọn mình sẽ đi, nhưng mà bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ ok á. Đây, sau khi mà ấy xong thì nó in ra cái bếp kiểu như là nhìn nó sẽ giống như thế này cho bọn mình này. À, mua thêm cái bếp nữa, rồi mua thêm cái bồn rửa, rồi mua thêm mấy cái tủ cho người ta lắp cho mình á, với lại mua thêm cái máy mà ui là gọi là cái gì hút 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 cái gì mà ở trên bếp nhỉ, giống như là cái không biết gọi nó là cái gì luôn á. Đó, thì đại loại là sau khi mà bọn mình kiểu cũng cảm thấy là ok á thì bọn mình thì nó sẽ hỏi coi là mình có muốn đặt cái lịch mà để lắp hay không á, tại vì thường nó sẽ mất là 3 tháng lận á, thì bây giờ bọn mình đã book thì cũng phải đến tháng 10. Rồi have it about October. Nó xong rồi bọn mình đặt lịch trước, xong rồi bọn mình phải trả tiền, giống như là bọn mình sẽ phải trả tiền cọc là 10% chứ. Rồi đúng rồi, phải trả 10% nha. Xong rồi bọn mình sẽ cầm hết mấy cái quotation về trên đó là nó có thể hiện tất cả những cái sản phẩm mà bọn mình đã chọn á. Xong rồi nếu như mà bọn mình muốn có thay đổi, bọn mình không có giống như là không có book với họ nữa thì bọn mình có thể cancel trước là 1 tháng thì người ta sẽ trả lại tiền đặt cọc cho mình, nhưng mà phải báo trước 1 tháng nha. Còn nếu như mà bọn mình kiểu như bọn mình ok, bọn mình sẽ đồng ý đi với họ ấy, thì bọn mình sẽ kiểm tra lại tất cả những cái mà đồ mà mình đã lựa, nếu như mình thấy ok không có thay đổi gì nữa thì mình sẽ gặp người ta thêm một lần nữa và sau đó là sẽ kiểu như confirm hết tất cả mọi thứ để đi luôn á. Đó, cho nên là bây giờ thì bọn mình kiểu coi như là gần xong rồi á, có nghĩa là bọn mình đã quyết định là bọn mình sẽ chọn cái chỗ này, xong bây giờ chỉ chờ để mà người ta làm rồi người ta tưởng người ta lắp thôi, cho nên bọn mình nghĩ là bọn mình sẽ phải đặt một cái lịch hẹn nữa. Lucky that we can choose a lot of stuff that we both agree on though, right? And I'm also saying about that is just we choose quick and we still can see this again. Yeah. And if we don't lie to go with them, we still can cancel it, right? Yeah. Like it's not 100% decided yet. Nói chung ở bên này á mọi người, thường á, thường khi mà người ta mua bếp ấy thì người ta sẽ gọi là mua kèm tất cả mọi thứ luôn. Có nghĩa là mình vẫn có thể mua riêng, nhưng mà mình thấy đa số ấy, khi mà người ta mua thì người ta sẽ mua hết tất cả luôn, tại vì người ta sẽ tới người ta lắp ráp á. Nhưng mà cái tiền công mà để người ta lắp thì cũng khá là mắc. Cho nên bọn mình nghĩ, tại vì cái chỗ mà nó bán mấy cái đồ bếp á là nó bán từ A đến Z luôn mà, rồi nó tự gọi là gọi gì nhỉ, sản xuất mấy cái tục này kia á, cho nên bọn mình nghĩ là thôi bọn mình sẽ đi với một chỗ để bọn mình khỏi phải nghĩ nhiều á. Nếu như mà mình mua đồ của cái chỗ đó ấy mà mình không có muốn người ta lắp ấy thì người ta sẽ không có tính cái tiền mà lắp, thì mình sẽ phải tự thuê cái người mà để người ta tới lắp ấy. Tại vì bếp ở bên này mọi người thường là nó sẽ gọi là người dính chặt vào tường luôn á, nếu người nó đóng vào tường luôn, mai mốt giả sử mình có chuyển đi hay như thế nào đó thì mình không có mang cái bếp đi được, mà cái bếp đó nó sẽ gọi là nó ở với cái nhà, đi gắn liền với cái nhà luôn á. Cho nên là thôi đi luôn một chỗ cho nó tiện, tại vì cái chỗ này thì nó cũng không phải là quá mắc á, tại vì bọn mình đi với lại chọn những cái đồ kiểu như là giá trung bình thôi. Lại bên này á là nó sẽ cho mình trả góp nữa mọi người, trả góp lãi suất 0% thì phải, thì mình nó có thể là 3 năm này, 5 năm, có người cầm 10 năm nữa. Đó, cho nên là bọn mình sẽ đúng là tùy á. Ví dụ nếu mà họ cho mình trả góp ấy thì nhiều khi mình sẽ mua những cái đồ mà mắc hơn, tại vì mình thấy là mình có thể trả lâu dài. Còn nếu mà mình nghĩ là người ta không có cho mình trả góp thì thường mọi người sẽ chỉ mua trong cái giới hạn tiền của mình thôi á. Nhưng mà chơi đã ăn xong rồi mọi người, tại vì chơi phải tranh thủ ăn, xong rồi tí nữa sẽ đi coi đá banh, tại vì tối ngày hôm nay thì sẽ có một cái trận quan trọng giữa Anh với lại nước nào ấy, có gì trời
The football tonight, England will win. England and oh, I've just forgotten. Ukraine. That's it, Ukraine. Đó thì nói chung là tối nay World Cup gì đó. Nhưng mà mình phải tranh thủ ăn. Nhưng mà tại vì mình muốn kể cho mọi người nghe cái việc mà mua bếp ở bên này như thế nào thôi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này ở đây và sẽ ăn hết cái tô bún này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye.